Xin chào cả mọi người. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục sang bài tiếp theo trong chương trình học Kanji của lớp The Bao Live miễn phí. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng vào chương số 8. Chủ đề của chúng ta hôm nay sẽ là Kanke, tức là những cái mối quan hệ nhé. Chủ đề nhỏ đầu tiên của chúng ta sẽ là Nhingen Kanke, tức là quan hệ con người. Đấy. Nhingen tức là con người này, còn Kanke thì là quan hệ đúng không? Bốn chữ Kanji. Chữ đầu tiên là chữ quan. Quan này là trong cái sự liên quan. Đấy. Ta có cái từ seki này thì ở đây là cái cửa nhá. Cái cửa này nghĩa của nó là cái kiểu không phải là cửa ra vào mà là cái cổng chặn lại. Đấy, cái này chúng ta cứ hiểu là cái cổng thôi. Tiếp theo là từ kakawaru, tức nghĩa là liên quan đến nhá. Số 2 là chữ hệ. Hệ ta có cái từ âm nhật của nó là kakaru này, thì là liên quan này. Kakari thì là cái người phụ trách nhá. Chữ số 3 là chữ hòa. Hòa ở đây tức nghĩa là hòa nhã hay là nhẹ nhàng. Đấy. Từ này thì có rất là nhiều cái âm nhật của nó này. Mỗi một âm nhật thì nó sẽ có một nghĩa nhé. Yawaragu tức nghĩa là dịu đi, nhẹ đi. Yawarageru tức nghĩa là mình làm dịu đi, làm nhẹ đi. Cái này đó là thay động từ nhé. Các bạn không cần chú ý là cái nào là tự, cái nào là tha đâu. Các bạn chỉ nhớ nghĩa của nó là các bạn hiểu rồi. Một cái là nó tự nó dịu đi và một cái là nó làm dịu đi. Đấy. Số 3 là Nagomu thì tức là thư thái thoải mái nhá. Cuối cùng là một cái tính từ đuôi na. Nagoyaka tức nghĩa là hòa nhã. Đấy. Cuối cùng là từ phó. Phó ở đây tức nghĩa là gắn vào. Từ này thì rất là nhiều nghĩa này, cái từ tsukeru này thì tùy từng trường hợp chúng nó dịch. Đấy. Đầu tiên. Hakone no. Ở đây chúng ta có từ quan là cái từ chúng ta học hôm nay này, và từ sở. Quan sở này thì ở đây nghĩa của nó là cái cổng nhá, và cách đọc của nó thì cũng đọc theo một kiểu đặc biệt là sekisho, không theo một quy tắc nào cả. Cái từ này thì đọc đặc biệt nhá, sekisho. Hakone no sekisho wa yume na kankuchi da. Cái cổng Hakone, cái Hakone là cái tên nhá, thì là một cái nơi du lịch nổi tiếng. Hakone. À, cái này không phải con đê mà Sekisho. Đấy. Câu số 2 này. Câu này chúng ta có từ quan tiếp này. Từ quan mà nó có cái đuôi là waru ấy, thì cách đọc của nó là kakawaru nhá. Đọc theo cái âm nhật của nó. Đây. Kakawaru ở đây tức nghĩa là liên quan đến nhá. Rira toshite project ni kakawaru. Tôi liên quan đến một cái dự án với một cái tư cách là cái người lãnh đạo. Thì mình hiểu là người này là người đang làm cái dự án này với tư cách là người lãnh đạo. Đấy. Kakawaru. Liên quan đến nhá. Câu số 3 này. Câu này thì chúng ta có cái từ huyền và từ quan. Từ huyền này đọc là gen nhá. Đây người ta cho trước này. Đấy. Đọc là gen can. Vậy thì cái gen can này là cái sảnh ở trước nhà, cái chỗ mà người Nhật người ta thường để giày dép trước khi vào nhà ấy. Đấy thì gọi cái đấy là cái gen can. Gọi là cái sảnh. Gen can de kusu o nuite nuide soroeru. Tôi cởi giày ở cái sảnh nhà và tôi xếp cho nó gọn lại. Soroeru tức là mình sắp xếp cho nó gọn lại. Gen can. Đấy. Tiếp theo này. Câu này thì chúng ta có từ hệ này và từ viên. Hệ viên ở đây là cái người phụ trách hay là cái nhân viên. Đọc là kakariin nhé. Kakariin. Eki no kakariin ni chiu sareta. Tôi bị cái người nhân viên ở nhà ga nhắc nhở. Đấy. Câu số 5 này. Ở đây chúng ta có cái từ chủ đề của chúng ta này, Nhingen Kanke nhá, tức là cái quan hệ của con người. Kaisha no Nhingen Kanke ni Nayama. Tôi bị phiền não, tôi rất là phiền não bởi cái những cái mối quan hệ con người ở trong công ty. Nhingen Kanke được ghép bởi bốn cái âm Hán của nó nhé. Tiếp theo câu số 6 này. Câu này chúng ta có từ hòa. Hòa ở đây là trong cái từ là dịu đi, nhẹ đi hay là hòa bình.
Đấy. Cái đuôi ragi này thì cách đọc của nó sẽ là Yawaragi nhá. Đây. Hòa đây. Yawaragu đây. Đấy. Yawaragu nhá. Ở đây là đúng ra là phải có một cái dấu phẩy ở đây này. Đấy. Yawaragi mas mới đúng. Cái động từ gốc của nó là Yawaragu là dịu đi. Cái độ lạnh này nó giảm đi này. Thì phải là sa musaga yawaragu. Nhưng mà ở đây nó lại chuyển thành cái dạng là yawaragi thiếu mas. Đấy thì chúng ta hiểu là ở đây nó đang là cái dạng là yawaragi phẩy xong cộng với cả cái câu sau nhá. Nó bằng với cả thể t đấy. Đấy, cứ khi mà các bạn thấy động từ thể mas mà nó bỏ mát đi xong rồi cộng cả mấy cụm đằng sau rất là dài ấy, thì ở đấy tức nghĩa là câu đấy nó đang ngắt ra nhưng mà họ đang bỏ cái dấu phẩy đi đấy, đúng ra nó phải ngắt cái đây này. Cái nhiệt độ lạnh ấy thì nó giảm đi rồi, samusaga yawaragi haru no otozureo kanjiru, và tôi cảm thấy mùa xuân đã ghé đến rồi. Đấy, otozure tức nghĩa là ghé đến nhá, yawaragi. Đây là hiragana nhé. Tiếp theo câu số 7 này. Câu này chúng ta tiếp tục có từ hòa này. Nhưng mà hòa đây thì không phải là yawaragu là dịu đi nhé, mà cái đuôi là đuôi mự. Thì cái cách đọc của nó sẽ là nagomu nhé. Nagomu. Đây, nagomu đây. Một cái động từ. Thì cái nghĩa của cái thằng nagomu này thì tức nghĩa là thoải mái, thư thái. Nó thường đi với con tim này. Con tim mình cảm thấy rất là thoải mái. Vậy thì là Kono ongaku o kikuto kokoro ga nagomu. Khi mà nghe cái bài nhạc này thì con tim tôi rất là thoải mái, đúng không? Nagomu. Đấy. Câu 8 này. Ryuri no naka demo. Ở đây chúng ta có từ hòa này. Hòa và thực. Hòa thực ở đây là cái thức ăn mang phong cách Nhật Bản nhé. Chính xác hơn là thức ăn thuần Nhật. Nó không phải là mang phong cách mà nó chính xác là món của Nhật luôn. Hoa chục cự nhá. Ryuri no naka demo wa chục cự ga ichiban suki da. Tôi thích nhất cái món Nhật trong tất cả các món ăn. Đấy, hoa Nhật. À, hoa thực. Còn một cái từ nữa là cái từ dương thực, jyō chục cự. Tức nghĩa là cái món mà nó theo phong cách của châu Âu hay là nó thuần Tây. Đấy. Hai cái này nó đối lập với nhau nhá, thì các bạn học cả hai luôn. Bởi vì là hai cái từ này nó sẽ thường xuất hiện ở cái bài cuối cùng. Ở cái bài thi cuối cùng là cái bài tìm thông tin trong phần đọc hiểu ấy. Đấy, nó thường cái kiểu như là nó sẽ đưa ra những cái món ăn của Nhật này và món ăn của Tây này, thì cái người ở câu hỏi ấy, người ta sẽ chọn một trong hai cái đấy và mình sẽ phải tìm đúng cái chỗ mà người ta cần ăn. Ví dụ người ta nói là người ta thích ăn cái món ăn Nhật thì mình phải tìm đúng cái nhà hàng mà nó có cái món hoa chục cựu này. Còn người ta thích ăn cái món Tây thì mình phải tìm cái món nhà hàng mà nó có món Tây. Đấy. Câu 9 này. So kore inku ga tsuku. Tsuku trong trường hợp này thì nó nghĩa là dính vào nhé. Mực này, inku là mực thì nó đã dính vào cái tay áo rồi. Đấy. Tsuku. Thằng tsuku này rất là nhiều nghĩa này. Cái này thì mình tùy trường hợp thôi. Học câu nào thì mình học nghĩa câu đấy thôi, chứ mình mà học cả tất cả nghĩa của từ này thì rất là khó nhá. Đấy. Nhưng mà cơ bản của hai cái từ tsuku và tsukeru tức là dính vào với cả gắn vào. Đấy là cái nghĩa cơ bản nhất của hai từ đấy. Câu 10. Câu này chúng ta có cái từ phó và cận. Phó cận thì trong một trường hợp này nó là cái vùng lân cận nhá. Cách đọc là kim. Đây, kim. Đấy. Kono fukin ni wa kuma ga deru rashi. Nghe nói rằng là, đấy, rashi tức là nghe nói rằng là nhé, ở xung quanh cái vùng này thì có gấu xuất hiện. Bài số 2 này. Câu 1 này. Bão thì đang tiến đến, chikazuku nó đang tiến đến nhé. Cái vùng Kanto. Kanto Chiho ở đây là được ghép bởi từ quan đông địa phương. Cái này viết ra đây mình nhìn được Kanto Chio đấy, quan đông địa phương này, thì cái này mình chỉ cần nhớ là cái vùng Kanto thôi chứ mình không cần dịch là quan đông đâu. Câu số 2 này.
Câu này chúng ta có cái từ kakabaru. Ừ, từ này chúng ta vừa gặp rồi này. Đây. Đây chính là từ này đây. Là liên quan đến nhá. Ừ. Boiki ni kakabaru shuto ga shitai. Tôi muốn làm một cái công việc liên quan đến cái việc giao dịch. Đấy. Ừ, kakabaru. Chữ quan nhá. Câu 3 này. Ở đây chúng ta có từ kanshin, tức là quan tâm nhá. Cái chữ Hán của nó cũng là chữ quan và tâm. Tôi có cái quan tâm hay là tôi có cái sự hứng thú với cả chính trị. Ừ. Đấy, quan tâm. Tiếp theo này. Kankei shai gai tachi iri kinshi. Ừ. Ngoài cái người liên quan ra, ở đây chúng ta có từ kankei là từ quan và từ hệ nhé. Vậy thì đây nó là mới cụm là kankei sha, tức nghĩa là cái người liên quan. Đấy. Ngoài cái người liên quan ra thì cấm vào tachi iri kinshi, tức là cấm vào nhé. Ừ. Kankei quan hệ này. Đấy, còn thêm chữ sha nữa. Cái người liên quan. Ừ. Tiếp theo này. Itami ga yawarageru kusuri. Ừ. Cái viên thuốc mà làm giảm đi cái cơn đau. Ở đây chúng ta có cái từ là yawarageru là từ hòa nhé. Làm giảm đi, làm dịu đi. Đấy, chữ hòa này. Ừ. Còn yawaragu tức nghĩa là nó tự dịu đi nhé. Đấy, nó tự dịu đi. Câu 6 này. Ở đây chúng ta có một cái tính từ đuôi na. Nagoyakana nhé. Đấy. Na thì cộng với cả động từ đằng sau thì nó chuyển thành ni thôi. Nagoyakana là cái tính từ hòa nhã, ấm áp, nồng hậu. Chữ kanji của nó từ hòa nhé. Nagoya. Có. Đấy. Tính từ đuôi na. Lần trước mình học cái từ này thì mình nhớ là người Nagoya thì có cái tính cách rất là hòa nhã, ấm áp. Đấy, mình nhớ như vậy. Câu 7 này. À, cái này mình dịch đã. Cái party, cái buổi tiệc thì nó được tổ chức một cách rất là ấm cúng. Câu 7. Yasumi ni heya o katazukeru. Katazukeru ở đây tức nghĩa là mình sắp xếp, dọn dẹp. Ừ. Tôi sắp xếp phòng lại vào ngày nghỉ. Ừ. Katazukeru. Đây, chữ kata là chữ phiến này. Phiến tức là một bên. Katazukeru. Phiến tức là phó. Đấy. Phó thì là gắn vào này. Phiến là một bên. Gắn vào một bên thì mình hiểu là mình dọn cho nó gọn vào ấy. Ừ. Cuối cùng. Businessman nào miniskeru. Ở đây chúng ta có cái từ miniskeru thì từ mi thì là từ thân này, skeru thì là gắn vào là từ phó này, đây từ phó này chính là từ skeru này. Đấy. Vậy thì gắn vào cái thân thì là gì? Tức là mình học hỏi này, mình tiếp thu này, mình tiếp nhận những cái ví dụ như kiến thức đấy thì mình dùng cái từ miniskeru này. Đấy. Vậy thì là tôi học hỏi hay là tôi tiếp thu cái lễ nghi của business của cái trong cái môi trường thương mại. Mana ở đây là cái lễ nghi nhá, cái cách cư xử, cái lễ nghi đúng đắn. Đấy. Mini scale từ này vào nhiều nhá. Đấy, từ mana lại vào nhiều này là cái lễ nghi. Đấy. Ở đây chúng ta có cái từ ukeske thì vào nhiều này. Tức là cái quầy lễ tân nhá. Số 2 là osho. Chữ hòa và thượng. Ừ, cái từ này nghĩa là hòa thượng nhá. Nhưng mà từ này thì các bạn có thể biết thôi. Chứ từ này cũng ít gặp. Đấy. Còn bạn nào mà hay đi chùa thì các bạn học từ này cũng được. Bài số 2 này. Kajoku, gia đình. Chữ đầu tiên chúng ta có chữ nương. Nương ở đây là con gái nhá. Musume là con gái này. Chữ số 2 là chữ lão. Lão ở đây là già nhá. Oiru là già này. Đấy. Fukeru thì cái này nó là già dặn. Già dặn thì nó khác già nhá. Đấy, ví dụ như là một cái người mà trông người ta già dặn hơn tuổi ấy, mà người ta vẫn còn trẻ ạ. Đấy thì người ta dùng sẽ dùng cái từ fukeru này là trông anh già dặn nhỉ.
Còn cái từ già này là già thật nhá. Ôi rượu này là già thật. Rượu là cách đọc của nó là cái âm Hán của nó. Từ phụ, phụ ở đây thì nghĩa là phụ nữ. Không có cái âm Nhật thì chúng ta hiểu là nó sẽ không đứng một mình mà nó buộc phải ghép với cả một cái từ kanji khác. Tiếp theo là từ tính này là họ nhá. Đấy, nó cũng đứng à không đứng một mình. Nó sẽ ghép với một từ khác. Kimura san niwa musume san ga 3 nin iru. Chị Kimura thì có ba người con gái nhé. Ở đây chúng ta có cái từ musume là con gái. Chúng ta học thêm từ con trai nhé, là musuko. Là con trai. Đấy. Câu 2 này. Hito wa dare de mo oite iku mono da. Con người thì ai cũng phải già đi thôi. Câu này nhá, câu này trông thế nó dịch cũng không phải đơn giản đâu. Vì ở đây nó có cái đuôi là monoda này. Đấy. Thì nếu mà các bạn mà không để ý, các bạn sẽ dịch nhầm là con người thì là cái thứ mà cho dù là ai thì cũng già đi thì rất là khó dịch đúng không? Mà dịch nó không xuôi. Thì cái monoda này nó có rất là nhiều nghĩa. Nó không hẳn là chỉ có một cái nghĩa là cái thứ mà đâu. Mà trong trường hợp này nó là một cái sự thật hiển nhiên. Đấy, các bạn coi đây là một cái đề sự thôi. Mình không dịch cái mono nhá. Con người thì ai cũng sẽ già đi, đến cựu là mình dừng lại thôi. Và cái mono này thì mình hiểu là nó giống des. Tức nghĩa là mình không dịch. Đấy, nhưng mà cái nghĩa của nó khác des ở cái điểm đấy. Des thì là, còn cái này thì là một cái sự thật hiển nhiên. Ví dụ như là cuối năm thì ai cũng bận chẳng hạn thì đấy là một cái sự thật hiển nhiên đúng không? Nên mà sử wa dare demo isogashi mono da. Đấy. Đây, mình đã viết ra đây. Nên mặt sửa dare demo isogashi mono da. Đấy. Cuối năm thì ai cũng bận. Đấy, chứ mình không dịch là cuối năm thì là cái thứ mà ai cũng bận nhá. Cái mono da thì nó thể hiện một cái sự thật hiển nhiên, mà cái sự thật đấy nó là cái câu ở phía trước này. Đấy. Toàn bộ cái câu phía trước này. Nó là một cái sự thật hiển nhiên thế thôi. Con người này thì ai cũng phải dài thôi. Rồi. Ôi tê. Tiếp theo câu số 3 này. Kare wa toshi yori zutto fukete mieru. Ở đây chúng ta có một cái ngữ pháp là động từ thể t cộng với cả mieru. Đây, động từ t này cộng với cả mieru này thì tức nghĩa là trông có vẻ như là cái động từ này nhá. Đây có là một cái ngữ pháp. Anh ta thì trông có vẻ như là già hơn so với cả tuổi. Đấy, rất là đơn giản thôi. Fukete. Đấy. Mieru. Trông có vẻ như là già dặn so với cả tuổi. Đấy, fukeru nhá. Hồi trước mình học cái từ này thì mình nhớ là người Phuket. Phuket là cái thành phố ở Thái Lan ấy, thì mình đấy mình liên tưởng đến người ở cái vùng đấy. Người Phuket thì trông rất là già dặn. Vậy thì các bạn cứ gặp những cái từ nào mà nó khó học thuộc ấy thì các bạn cứ tưởng tượng ở câu chuyện, các bạn cứ suy câu chuyện. Còn những cái từ nào mà nó trông có vẻ dễ thì các bạn học thuộc hay là các bạn làm bài tập nhiều thì các bạn sẽ nhớ thôi. Rồi câu số 4 này. Ở đây chúng ta có từ lão và hậu. Lão là già này, hậu là sau. Vậy cái này chúng ta cũng tự suy được đúng không? Tức là cái lúc mà về sau, cái lúc tuổi già của mình ấy, tức là về cuối đời ấy. Đọc là rogo nhá. Lão là ro, âm Hán của nó này. Đây, ro này. Hậu thì là go. Rogo no jinsei nitsuite kankaeru. Tôi suy nghĩ về cái cuộc đời lúc mà về già. Rogo rất là đơn giản thôi. Câu 5 này. Ở đây chúng ta có từ phu với cả phụ. Phu phụ ở đây là vợ chồng nhá. Fufu de ski o tanomu. Hai vợ chồng thì đang vui đùa trượt tuyết. Phu phụ. Phu thì có trường âm nhá. Đấy, phụ thì không có trường âm. Hiragana. Các bạn để ý này. Khi nào mà cái âm Hán Việt của nó mà nó kết thúc bằng từ u
thì nó sẽ không có trường âm nhé. Còn khi nào mà nó kết thúc bằng từ u thì nó sẽ có trường âm. Đây là một cái ví dụ điển hình này. Phu thì có phải là kết thúc bằng chữ u không? Đấy. À, thì nó sẽ có trường âm này, này phư này. Còn từ phụ ấy thì nó kết thúc bằng từ u. Đấy thì nó sẽ không có trường âm. Đấy, các bạn ghi lại cái này nhá. Quan trọng đấy. Câu 6 này. Ở đây chúng ta có từ phụ với cả từ nhân. Phụ nhân thì là quý bà nhá. Phụ thì là phụ nữ này, nhân thì là người, cái người phụ nữ thôi. Quý bà, lady. Phụ thì làm sao nhỉ? Có trường âm không nhỉ? Là không có trường âm nhá. Bởi vì nó kết thúc bằng từ u đúng không? Đấy. Phụ này, nhân thì là zin. Phu zin. Đấy. Boshi o kabutta fujin ga haitekita. Một quý bà đội mũ đã bước vào. Rồi. Câu 7 này. Ở đây chúng ta có từ chủ, phụ và nghiệp. Chủ phụ nghiệp ở đây thì nghĩa của nó là nội trợ nhé. Cái đọc của nó sẽ là shu fu gyo. Shu fu gyo. Phụ không có trường âm nhé. Đấy, các bạn cứ nhớ là từ ụ thì nó sẽ không có trường âm. Shu to shinagara shu fu gyo mo konasu. Tôi vừa làm công việc mà vừa làm nội trợ cũng rất là thành thục. Câu na sự ở đây là thành thục nhé. Câu 8 này. Ở đây chúng ta có từ tân này, là mới này. Phụ thì là phụ nữ. Cái người phụ nữ mới thì nghĩa của nó là cô dâu nhé. Cái đọc của nó là shinpu. Đọc cũng hơi đặc biệt một chút. Shinpu ở biến âm. Đấy, nghĩa là cô dâu. Câu 9 này. À, cái này mình chưa dịch. Shinpu no doresu wa totemo kirei datta. Váy của cô dâu thì rất là đẹp đúng không? Tiếp theo này, ở đây chúng ta có từ C này. C này thì cũng là một trường hợp đặc biệt này. Nghĩa của nó là họ nhé. Cách đọc là C. Thì cái này nó có đứng một mình. Đây. Họ này. Thì nó không có âm Nhật. Nó chỉ có âm Hán thôi, nhưng mà nó cũng đứng một mình. Đây cũng là một cái từ đặc biệt nhé. Đứng một mình nhưng mà đọc theo kiểu âm Hán. Đấy. Cái này thì cũng ít thôi, không nhiều. Kekkon shitemo oto to betsu no se no mama de iru. Cho dù là có kết hôn thì cũng giữ nguyên họ khác với cả chồng. Đấy. Mama de iru tức là mình cứ để nguyên nhé. Để nguyên họ này, betsu là khác này, với cả chồng. Bên Nhật thì người ta có cái phong tục là cứ kết hôn ấy, thì người phụ nữ sẽ đổi họ thành họ chồng mà đúng không? Đấy, bây giờ thì câu này nó viết theo kiểu như này. C. Câu 10 này. Ở đây chúng ta có từ đồng này. Tính, đồng và danh. Đồng tính ông danh thì là cùng họ cùng tên nhá. Cái này cũng dễ thôi. Đồng tính tức là giống họ này, đồng danh giống tên này. Đọc là do se do me nhá. Cái này thì ghép bởi cái âm Hán của nó. Do se do me. Đồng thì là do, lúc nào cũng thế. Doseirome no hito ga ite ororoita. Có cái người mà cùng họ cùng tên với cả mình ấy thì đã giật mình. Tiếp theo này. Kanozo wa hako iri musume da. Cô ấy thì là một cái người con gái. Musume là con gái nhé. Người con gái. Ở đây chúng ta có cái từ là hako iri. Thì là cho vào cái hộp này. Thì cái cho vào cái hộp này nó theo một nghĩa bóng chứ không phải là theo nghĩa đen. Nghĩa của nó là những người con gái hoặc là người con trai lớn lên trong cái sự bao bọc của bố mẹ. Thì mình hiểu là công tử hay là tiểu thư nhá. Đấy, cô ấy thì là một người con gái tiểu thư. Cái người con gái đây thì là cái người con gái mà người con là con gái ấy, chứ không phải là người con gái là phái nữ đâu. Đấy. Câu 2 này. Kodomo wa musume hitori, musuko hitori da. Con thì có một đứa là con gái và một đứa là con trai. Đấy. Musco nhé. Musume. Cái này cũng thế nhé. Cũng là cặp gì.
Câu 3 này. Ôi tào giả nổ mên đô mi rụ. Ở đây chúng ta có cái từ ôi tà là cái từ ôi rụ ấy, tức nghĩa là già nhá. Đấy. Tiếp theo chúng ta có mấy cụm mên đô mi rụ nhá, cả mấy cụm nhá. Cái này thì không tách ra được, nó phải đi cả với nhau nhỉ. Thì cái từ mên đô này nghĩa của nó là phiền phức này, mi rụ là nhìn này. Đấy, nhưng mà các bạn không dịch cái từ này là nhìn thấy phiền phức nhé. Mình không có dịch là nhìn bố mẹ già mà thấy phiền phức, cái đấy là sai nhé. Mà cái cụm này của nó ấy, thì nghĩa là chăm sóc nhé. Mên đô mi rụ, cái cụm này nghĩa là chăm sóc bố mẹ già. Đấy, từ này cũng rất là dễ nhầm này. Ôi tà, nghĩa là già. Mên đô, ô, mi rụ, tức là chăm sóc. Cái này các bạn ghi lại nhé, không phải rất là dễ nhầm. Câu 4 này. Kero no hi no oiwai wo suru. Tôi chúc mừng cái ngày. Kero đây là cái chữ kính và chữ lão. Ngày kính lão thì mình hiểu là cái ngày chúc thọ nhé. Đấy, tôi chúc mừng cái ngày chúc thọ. Chữ kính này, đấy, kính trong từ kính ngữ. Xin lỗi các bạn, hôm nay cái này nó cứ bật ra thì mình cũng chưa tìm được cái cách để nó tắt đi. Đây là cái bản mới mình mới tải về cho nên mình cũng chưa quen. Kero, kanji nhá. Đấy. Câu 5 này. Kekoshite se ga kawaru. Tôi kết hôn và họ tôi thì đã đổi. Đấy. Se là họ. Chữ tính nghĩa là họ. À cái chữ này không phải nhá. Se đây. Nó phải có bộ nữ ở trước cơ. Đấy. Còn cái từ mình vừa đánh nhầm ấy, đây. Tính này thì là cái tính cách nhá. Đây là có cái bộ tâm bằng trước này. Tính cách thì nó liên quan đến con tim mà, đúng không? Thì nó là tính cách. Còn cái tính mà nó có cái bộ nữ ở trước này thì là cái họ. Câu 6 này. Ha wa sengyo shufu da. Mẹ tôi thì là một người nội trợ nhá. Sengyo shufu ở đây là nội trợ. Được ghép bởi bốn kanji là chuyên nghiệp, chủ và phụ, nội trợ. Từ này cũng gặp khá là nhiều này. Câu 7 này. Mình vừa có nhầm gì không nhỉ? À, ban nãy là mình làm câu 7 trước đây. Nó phải ở đây. Vậy thì bây giờ là đến câu 5. Rô phu phu gọ nakayoku sanpo shiteru. Đôi vợ chồng già thì đang đi bộ với nhau rất là thân thiết. Ở đây chúng ta có cái từ là lão phu phụ, rô phu phụ. Phu có nhân âm nhá, phụ không có trường âm. Đấy. Lão phu phụ nghĩa là cái đôi vợ chồng già thì đang đi bộ này, sanpo suru là đi bộ. Nakayoku tức nghĩa là mối quan hệ thân thiết. Tiếp theo này. Shorui ni seto naokaku. Tôi viết tên và họ vào cái tài liệu, đúng không? C. Rồi, bài tiếp theo. Bài này chúng ta có chủ đề là nakama, tức nghĩa là đồng nghiệp, bạn bè hay là hai cái thứ gì mà nó cùng loại với nhau ấy, nó cùng một cái nhóm với nhau thì người ta cũng dùng cái từ này. Đầu tiên này là chữ trọng. Trọng ở đây là cái mối quan hệ nhé. Số 2 là chữ quân. Quân ở đây thì nó chính là cái từ kimi ấy, là bạn ấy. Ngoài ra nó còn có nghĩa là cưng. Cưng là ghép sau tên của một đứa bé là con trai. Đấy. Rồi. Tiếp theo là chữ bỉ này, bỉ là anh ấy. Kare là anh ấy này, còn kano này thì nó phải ghép với cả cái thằng rồ nữa. Cái từ nữ đằng sau ấy, thì là kano rồ là người con gái. Cuối cùng là chữ tha, tức là khác, hoka là khác nhá. Rồi. Câu 1 này. Ở đây chúng ta có cái từ trọng và từ lương. Trọng lương ở đây thì nghĩa của nó là bạn thân nhá. Futari wa daino nakayoshida. Hai người đó thì là bạn thân, rất là thân với nhau. Nakayoshi nghĩa là bạn thân. Câu 2. Câu này chúng ta có từ trọng và tài này. Trọng tài thì nghĩa là trọng tài thôi. Và cái động từ của nó thì là phán xử. Đấy.
phán xử cái vụ cãi nhau của những người bạn với nhau. Đọc là chiêu sai nhé, trọng tài. Đấy. Tiếp theo này, ở đây chúng ta có từ quân này, quân là bạn này. Đấy, đọc là kimi nhé. Kono shigoto wa kimi ni makasita yo. Công việc này thì tớ giao cả cho bạn đấy. Kimi. Đấy, tức nghĩa là bạn. Câu 4 này. Ở đây chúng ta tiếp tục có từ quân này, nhưng bây giờ thì nó không đúng với mình mà nó ghép với cả một cái từ khác. Thì cái đọc của nó sẽ theo cái âm Hán của nó nhé, là cưng. Và nghĩa cưng thì nó cũng khác luôn. Nghĩa của nó sẽ là bé trai nhé. Hosokawa kun ni choco o ageta. Tôi tặng sô cô la cho thằng Hosokawa, đúng không? Tiếp theo này, câu số 5 này. Cái từ này thì quá dễ rồi, từ bỉ này. Từ này thì các bạn chẳng cần phân tích làm gì đâu, các bạn nhìn nhiều thì các bạn cũng biết nó là anh ta thôi. Đấy, không cần phân tích kỹ từng bộ đâu nhé, các bạn nhìn nhiều từ này các bạn thuộc. Kara wa majime de yasui seinen da. Anh ta thì là một cái người rất là nghiêm túc. Majimena nhé, tính từ majimena. Và khi hai cái tính từ đứng cạnh nhau ấy, nó muốn nối với nhau thì nó phải chuyển na thành de. Majimena thành majime de yasashi seinen. Anh ấy là một cái thanh niên nghiêm túc và hiền lành. Kare. Câu 6 này. Đây, tiếp tục từ bỉ này. Nhưng bây giờ nó là Kano rộ nhá. Cô ấy. Kano rộ de Tony Sasote Koto Wareta. Mời cô ấy đi hẹn hò nhưng mà đã bị từ chối rồi. Kano rộ. Tiếp theo này. Ở đây chúng ta có cái từ này khá là khó này. Từ bỉ và từ ngạn. Bỉ ngạn ở đây là Tết Thanh Minh nhá. Cái đọc của nó là Hi-gan. Ohiani Haka Mairiyosuru. Tôi đến thăm mộ vào cái dịp Tết Thanh Minh. Ở đây chúng ta có cái từ Haka này là mộ này. Mairiyosuru thì nó là cái khiêm nhường ngữ của cái từ đến và đi, y cự với cả kuru ấy. Đấy. Đấy, tôi khiêm nhường thôi, khiêm nhường cái hành động là mình đến cái mộ thôi. Hiyan nhé, bỉ ngạn là cái Tết Thanh Minh. Tiếp theo này, ở đây chúng ta có từ tha. Tha thì là khác nhá. Cái đọc của nó là hoka. Từ này cũng rất dễ thôi. Hoka ni iken wa arimasen ka? Có cái ý kiến gì khác không? Câu 9 này. Câu này chúng ta có từ tha này và từ quốc. Thì tức nghĩa là quốc gia khác thôi. Cái đọc của nó là ta cục cự nhá. Được ghép bởi hai cái âm Hán của nó. Ta cục cự no bun cáo mà na bự. Tôi học văn hóa của quốc gia khác. Đấy. Tiếp theo này. Tiếp tục là từ tha này, nhưng bây giờ là ghép với cả từ nhân. Tha nhân là người khác và cách đọc của nó là tanin nhé. Đấy. Kare wa tanin no koto ni wa kuchi o dasanai hito da. Anh ấy thì là một cái người mà không nói trên ngang vào cái việc của người khác. Ở đây chúng ta có cái từ là cư chiêu đa sự, tức là mình chen miệng mình vào, mình nói chen ngang. Đấy, vậy thì anh ta không nói chen ngang vào cái việc của người khác. Bài số 2 này. Câu 1 chúng ta có cái cụm là nakagai nhé, đi theo cả một cụm nhé, tức là cái mối quan hệ nó tốt. Cái kanji của nó là từ trọng nhé. Từ này cũng gặp rất là nhiều này. Đấy. Từ nào mà gặp nhiều thì các bạn phải chú ý những cái từ đấy nhé, bởi vì nó sẽ thường xuyên là ra trong cái đề thi của chúng ta ấy. Ano kyōdai wa nakaga ii. Hai anh em đó thì có cái mối quan hệ tốt. Tiếp theo này. Nakama wo taisetsu ni suru. Tôi rất là trân trọng những người bạn bè hay là những người đồng nghiệp. Nakama nhé. Từ trọng vừa gian, tức là bạn bè hay đồng nghiệp. Còn cái thằng taisetsu ni suru này, nó là trân trọng nhé. Câu 3 này. Bye bye wo chiukai suru. Tôi môi giới cái việc là buôn bán.
Ở chúng ta có từ mãi, mãi thì là buôn bán này, chiêu cài đây là từ trọng này, cộng với cả từ giới, tức nghĩa là môi giới đấy, trọng giới. Tiếp theo này, cưng này, cưng thì là đứa bé trai, Tanaka kuno sasote asobi ni iku, tôi rủ thằng Tanaka và đi chơi với nó. Câu 4 này, à cái này là cưng đấy. Câu 5, Kareshi. Kareshi ở đây tức là bạn trai nhé, được ghép bởi từ bỉ và từ thị. Đấy, cái người bạn trai. Kareshi ni teriyaki wo gochisou suru, tôi mời cái món mà tự tay tôi làm, teriyaki này, mời người bạn trai của tôi. Tiếp theo câu 6 này, Kanozo wa totemo kirei na hito da, cô ấy thì là một cái người mà rất là đẹp, đúng không? Câu này rất là dễ này, bỉ và nữ nhé. Câu 7 này, Tasha ni makenai sei no uru, tôi bán một cái sản phẩm mà không thua bất kỳ một cái công ty khác nào. Tasha là từ tha và từ xã nhé, đấy, nghĩa là cái công ty khác. Tiếp theo này, Konohanashi wa tagon muyo da. Đây là một cái từ khó nhé. Tagon muyo ở đây là cái việc giữ bí mật. Cái câu chuyện này thì là cái việc bí mật, là cái câu chuyện bí mật. Tagon muyo được ghép bởi từ đa ngôn vô dụng. Từ này cũng khó và cũng ít gặp nhá. Rồi chúng ta cùng sang bài tiếp theo này, Yuzin. Yuzin ở đây là bạn thân nhá. Từ kanji đầu tiên này, một từ chúng ta gặp rất là nhiều này, chính là cái từ Hajime của chúng ta mà là đầu tiên ấy. Cái âm Hàn Việt của nó là sơ nhá. Âm Nhật của nó là someru, thì từ này nó có nghĩa là bắt đầu, và cái từ này thì nó sẽ ghép sau với cả một cái động từ khác nhé. Nó không đứng một mình, cái gì đó, cái động từ gì đó mà nó bắt đầu ấy. Số 2 là Hajime, ở đây là đầu tiên. Số 3 là Hajime te, ở đây tức nghĩa là lần đầu đấy. Hatsu ở đây cũng là đầu này. Sui ở đây tức là cái sự non nớt, cũng là cái sự mới đầu ấy. Tóm lại là cái chữ này thì nó cũng xoay quanh là cái đầu tiên thôi. Rất là nhiều âm nhật, thì lát nữa chúng ta vào phần bài tập thì chúng ta sẽ hiểu rõ những cái từ này. Rồi tiếp theo là từ tái. Tái ở đây tức nghĩa là tái thôi, tái khởi động chẳng hạn. Âm nhật của nó là futatabi, tức nghĩa là lại một lần nữa nhé. Âm Hán là sai hoặc là xa. Tiếp theo là chữ cửu. Cửu ở đây là trong cái từ vĩnh cửu. Hisashi ở đây tức nghĩa là đã lâu rồi. Cuối cùng là từ đạt. Đạt ở đây tức nghĩa là đạt được đấy, hay là bạn bè cũng dùng cái từ này, tomodachi ấy. Rồi bài đầu tiên này, câu một chúng ta có một cái từ sơ này, sơ có chữ mê đằng sau, nhưng mà cái này nó không phải là hajime nhé, cái này là some, và nó theo mấy cụm là narisome nhé. Cái từ narisome nó là một cái từ liền nhau, nghĩa của nó sẽ là cái nguyên cớ gặp nhau hay là cái nhân duyên gặp nhau giữa hai người đấy. Câu này sẽ là chihito hano narisome ô kỳ cụ, tôi nghe về cái nhân duyên gặp nhau giữa bố và mẹ của tôi. Naresume nhá, đấy cái nguyên cớ gặp nhau. Tiếp theo câu số 2 này, chúng ta tiếp tục có cái từ sơ tiếp này, nó giống như là cái câu 1 này, cũng là some thôi, nhưng mà trong cái trường hợp này thì nó biến âm đi, đọc là zome nhá. Từ này thì nó sẽ đọc là kakizome. Đấy, cái này các bạn phải học thuộc nhé. Kakizome thì cái từ này nghĩa của nó là cái sự khai bút đầu năm. Đấy. Kakizome ni hatsuki no de to kaita. Tôi viết khai bút đầu năm với cái nội dung rằng là đây, cái câu này đây. Cái câu này thì nghĩa của nó là cái buổi bình minh đầu tiên trong năm. Đấy. Rồi câu số 3 này. Ở đây chúng ta có từ sơ tiếp này, và cái chữ đằng sau nhá, đây cái chữ này,
cái chữ nhỏ nhỏ ở sau này. Đây. Là nó thể hiện một cái sự lặp lại của cái từ kanji trước nhé. Đúng ra cái chữ này nó phải là hai từ sơ cộng với cả cái thằng đuôi chi đằng sau này. Sơ sơ xong cộng với thằng chi này. Cách đọc của nó sẽ là ui ui chi nhé. Đấy. Ui ui chi. Đấy, như bây giờ người ta thấy là hai cái thằng kanji cạnh nhau thì nó sẽ bị trùng lặp, cho nên là người ta mới bỏ một cái thằng kanji đằng sau đi và người ta thay cái thằng đấy bằng một cái thằng chữ nhỏ này. Đấy, vì bây giờ cứ khi nào mà các bạn gặp cái thằng này thì các bạn sẽ hiểu là đây thực ra là gấp đôi hai cái thằng kanji phía trước thôi. Đó là hai cái chữ sơ này. Đấy. Shinu shai no suzu sugata ga uyushi. Cái hình dáng sugata là cái hình dáng nhá. Hình dáng vét, cái bộ vét ấy của cái nhân viên mới. Thì cái này mình hiểu là cái hình dáng mà cái người nhân viên mới người ta mặc vét ấy thì nó trông rất là lóng ngóng. Cái từ uyushi này nó thể hiện một cái gì đó mà nó mới mà người ta chưa quen, thì mình liên tưởng đến cái hình ảnh là nó lóng ngóng hay là nó non nớt. Đấy, trong trường hợp này thì cái người nhân viên mới người ta mặc vest ấy trông người ta rất là lóng ngóng. Đấy. Uyushi, chữ này cũng thuộc dạng là chữ khó và ít gặp. Đấy. Rồi câu số 4 này. À, cái này mình phải ghi vào đây. Uyushi nhá. Lóng ngóng. Tiếp theo này. Ở đây chúng ta có cái từ sơ và nhật, thì tức nghĩa là cái ngày đầu tiên nhá. Đọc là Shonichi nhá. Kono ega wa kyō ga gōkai shōnichi da. Bộ phim này thì ngày hôm nay là cái ngày công chiếu đầu tiên nhé. Ở đây chúng ta có cái từ công khai sơ nhật. Đấy, công khai là công chiếu này. Sơ nhật là cái ngày đầu tiên. Shōnichi. Sơ không có trường âm nhé. Câu 5 này. Ở đây chúng ta có cái từ tái. Từ tái mà nó có cái chữ bi đằng sau này thì cách đọc của nó sẽ là futatabi nhé. Đây. Futatabi. Đọc theo cái âm nhật của nó. Shippai ni korizu futatabi challenge star. Ở đây chúng ta có cái từ koriru ở đây. Đây. Koriru nhá. Động từ nhóm 2. Tức nghĩa là nản lòng. Đấy. Koriru tức nghĩa là nản lòng. Vậy thì nó chuyển thành cái dạng nai. Thì nhóm 2 thì phải chuyển thành korinai đúng không? Bây giờ người ta không thích viết cái dạng này mà người ta viết một cái dạng khác nó cũng tương đương này là dư nhé. Đấy, kori dự bằng với cả kori nai là không nản lòng. Vậy thì tôi không nản lòng ở cái thất bại và tôi đã thử thách tôi lại một lần nữa. Đấy. Futatabi. Đấy, nghĩa là lại một lần nữa. Câu 6 này. Ở đây chúng ta có cái từ tái này cộng với cả từ thí nghiệm. Thí nghiệm chính là kỳ thi, là từ shiken ấy. Các bạn nhớ cái cụm là shiken no ukeru không? Tức nghĩa là mình tham dự một cái kỳ thi. Đấy, thì ở đây thì là tái thí nghiệm, tức nghĩa là một kỳ thi lại thôi. Đọc là sai shiken nhá. Seiski ga waruku sai shiken no ukeru. Vì cái thành tích của tôi bị kém cho nên là tôi đã tham dự một cái kỳ thi lại một lần nữa. Sai shiken. Đấy, tái thí nghiệm. Rất là đơn giản đúng không nhỉ? Câu 7 này. Câu này chúng ta có từ thái tiếp này. Và từ rainin, rainin tức là năm sau. Tái năm sau thì tức nghĩa là 2 năm sau nhá. Đọc là sa rainin nhá. Ban nãy thì nó đọc là sai đúng không? Sai shiken. Bây giờ thì nó đọc là sa nhá. Đấy, đây, cái từ thái này thì nó có hai cách đọc âm hán của nó, một là sai hay là sa. Thì tùy từng trường hợp thì người Nhật người ta sẽ sắp xếp. Cái này thì mình sẽ không biết được nhá. Mình phải học thuộc thôi. Đọc là sa rainin. Đấy, thực ra nó chỉ có hai cái trường hợp thôi. Một là sa hay là sai thôi. Năm sau nữa đấy. Sa rainin ni wa atarashii chikatetsu ga kaitsu suru. 2 năm nữa thì cái tàu điện ngầm mới nó sẽ khai thông nhá. Chữ khai chữ thông ở đây thì mình hiểu là nó sẽ được đưa vào hoạt động. Đấy. Tiếp theo câu số 8 này. Ở đây chúng ta có từ cửu. Cửu nghĩa là lâu nhá. Cách đọc của nó là Kisasi. Kanozo to wa Kisasi ku atte nai. Đã lâu rồi tôi chưa gặp cô ấy, đúng không? Kisasi. Đấy.
còn nó chuyển nó cộng với cả động từ thì nó sẽ chuyển y thành cự. Khi si cự. Câu 9 này. Ở đây chúng ta có từ vĩnh này và từ cửu. Vĩnh cửu thì nghĩa là vĩnh viễn thôi. Cách đọc của nó thì được ghép bởi cái âm hán của nó là EQ nhá. Cái tính từ đuôi na. EQ này. Đấy. Còn ở đây nó ở cái dạng là ni này thì tức nghĩa là đây nó là cái tính từ đuôi na. Và khi mà nó cộng với cả cái động từ ấy thì nó sẽ chuyển na thành ni. Vậy thì lại có một câu hỏi là câu này thì nó không đứng cạnh động từ thì mà ở đây lại có hai động từ, một là thằng sư cự này, hai là thằng cầu nguyện này, nê la ử này. Vậy thì cái thằng này nó là của cái thằng động từ nào? Thì thứ nhất ấy là cái thằng tính từ đuôi na này, khi mà nó chuyển na thành ni ấy, thì nó không nhất thiết là phải đứng cạnh động từ, có thể là nó đứng xa cũng được. Đây là một kiểu viết văn của Nhật nhé, người ta có thể tách ra cũng được, nhưng mà chúng ta phải hiểu là nó sẽ khi mà nó chuyển na đi là nó đang đi với động từ. Đấy, vậy chúng ta đã trả lời câu hỏi nhất là nó không đứng cạnh hàng động từ này mà nó vẫn thành ni nhé. Vậy thì nó sẽ là của một trong hàng này. Bây giờ ta ghép thử vào này. Thằng đầu tiên này là thằng sư dư cựu, tức là nó liên tục đúng không? Vậy thì liên tục một cách vĩnh viễn thì cũng hợp lý mà đúng không? Đấy. Ta ghép thử vào thằng số 2 này. Tôi cầu nguyện một cách vĩnh viễn. Nghe nó không hợp đúng không? Làm gì có chuyện mình cầu nguyện vĩnh viễn được. Mình cầu nguyện thì mình chỉ cầu nguyện lúc đấy thôi, hay là cùng lắm thì mình chỉ cầu nguyện một thời gian thôi, chứ làm sao mà mình cầu nguyện vĩnh viễn được đúng không? Đấy, vậy cho nên là cái thằng vĩnh cửu nhá, nó sẽ của cái thằng sư dư cự nhá. Đấy, đây vĩnh cửu này, nó của thằng sư dư cự này, nó bổ nghĩa cho thằng sư dư cự nhá. EQ na cộng với cả sư cự thì nó chuyển thành EQ ni cộng với cả sư cự. Đấy, bây giờ các bạn mà viết văn ấy, hay là các bạn nói thì các bạn hoàn toàn có thể để cái thằng này vào sau được. Hewaga EQ ni tsuzuku koto o negau thì hoàn toàn đúng nhá. Đấy. Vậy thì sau câu này chúng ta sẽ hiểu được là cái văn của Nhật ấy thì không phải lúc nào nó cũng biết sắp xếp đúng theo những cái gì chúng ta học, mà đôi khi nó có thể sắp xếp loạn vị trí lên. Đấy, cho nên chúng ta cần phải hiểu cái này nhá. Câu này sẽ là tôi cầu nguyện cái việc là hòa bình thì nó sẽ liên tục vĩnh viễn đúng không? Câu 10 này. Câu này chúng ta có từ thượng và đạt, từ này cũng thường xuyên gặp này. Thượng đạt ở đây tức nghĩa là mình tiến bộ nhá. Đạt lên một cái mức cao hơn đấy. Đấy. Cách đọc của nó là dô thật sự nhá. Tức là tiến bộ. Kuromo wa gogaku no dô thật sự ga nhai. Trẻ con thì cái sự tiến bộ về ngoại ngữ của nó ấy, thì nó sẽ nhanh. À, cái này là ngôn ngữ chứ không phải ngoại ngữ. Có thể là một đứa trẻ con người Nhật chẳng hạn nó nói tiếng Nhật đấy, hay là một đứa trẻ con người Việt nó nói tiếng Việt, thì cái đấy gọi là cái sự tiến bộ ngôn ngữ của nó nhanh. Rồi bài số 2 này. Câu đầu tiên này. Shigatsu no hajime ni wa sakura ga mankai ninaru. Khi mà bắt đầu tháng 4 thì cái hoa sakura nó sẽ nở rộ. Đấy, mankai đấy tức là nở hết cỡ nhá. Rồi, hajime là chữ sơ nhá. Bắt đầu. Câu số 2 này. Tiếp tục là thằng hajime, nhưng bây giờ có thêm bằng t nữa thì nó là cái lần đầu tiên nhá. Konnakoto wa hajime te da. Cái việc này thì là cái lần đầu tiên. Hajime te. Đấy. Câu số 3 này. Ở đây chúng ta có từ Hatsuyuki. Thì từ Hatsu này ấy, nó chính là cái thằng sơ nhá. Sơ thì bây giờ nó không đọc là Hajime nữa, bây giờ nó đọc là Hatsu. Còn Yuki thì là tuyết này. Hai cái thằng âm Nhật ghép với nhau chứ không phải là âm Hán nhá. Hatsu Yuki tức là tuyết đầu mùa nhá. Cái thằng Hatsu này thì các bạn cứ nhớ là đầu đi. Đầu một cái gì đó, ví dụ như là mối tình đầu chẳng hạn thì là Hatsukoi. Mối tình đầu. Bây giờ thì là Hatsuki thì cứ là tuyết đầu mùa. Đấy, sơ tuyết. Fujisan ni wa Hatsuki ga futta. Tuyết đầu mùa thì đã rơi ở núi Phú Sĩ rồi. Câu 4 này. Shoshin ni kaeru. Ở đây chúng ta có cái từ Shoshin. Nó được ghép bởi từ sơ và tâm nhé. Sơ tâm ở đây thì nghĩa là cái lúc bắt đầu, cái thời điểm bắt đầu.
Câu này ý nghĩa của nó là quay trở lại cái thời điểm bắt đầu. Đấy. Tiếp theo câu số 5 này. Nanigoto mo saisho ga taisetsu da. Dù là việc gì thì cái việc đầu tiên ấy, cái lúc đầu tiên ấy thì nó cũng là quan trọng. Rồi, saisho. Một cái từ chúng ta gặp rất là nhiều nhé. Từ tối và sơ là đầu tiên. Tiếp theo câu số 6 này. Gakusei jidai no juji ni saikai suru. Ở đây chúng ta có cái từ saikai được ghép bởi từ tái và từ hội nhé. Tái hội ở đây là gặp lại nhé. Chữ tái là lại này, hội là gặp đúng không? Tôi gặp lại người bạn thân của tôi thời đại học. Câu số 7 này. Kisajiburi ni tomodachi ni atta. Tôi đã gặp một người bạn của tôi mà lâu rồi chúng tôi mới gặp nhau. Đấy, Kisajiburi ở đây là chữ cửu này, tức là lâu rồi mình mới làm một cái việc gì đó. Đấy, ni nhá. Cái này nó thường đứng đầu câu. Cuối cùng này. Tegami wo sokutatsu de dasu. Tôi gửi thư bằng cái dịch vụ tốc đạt nhé. Tốc đạt ở đây là cái dịch vụ gửi thư nhanh. Đấy. D thì là bằng thôi. Rồi, ở bài cuối cùng này, câu C. Câu C thì nghĩa của nó là cá tính và cái chữ kanji đầu tiên này là chữ cá này. Đấy. Cá trong cái từ cá nhân, cá tính. Chữ số 2 là chữ tính nhá. Số 3 là từ các. Các ở đây thì là từng người một hay là từng cái một. Tóm lại là nó chia nhỏ ra kiểu như là từng đối tượng một ấy. Cuối cùng là từ cách. Cách này trong cái từ tính cách hay là thứ hạng. Một cái nghĩa đặc biệt của nó là thứ hạng. Cái nghĩa này ít vào. Bài đầu tiên. Ở đây chúng ta có từ nhất và từ cá này. Nhất cá ở đây là một cái thôi nhá. Cái đọc của nó là Ikko. Ikko 200 yen no tamago cao. Tôi mua một quả trứng nhá. Đấy, tôi mua một quả trứng có giá là 200 yên. Ikko. Câu số 2 này. Ở đây chúng ta có từ cá này và thất. Cá thì là cá nhân nhá, thất thì là phòng. Vậy thì cái phòng cá nhân thì nghĩa của nó là phòng riêng thôi. Đọc là cô sự nhá. Đấy, phòng riêng. Restorano kosutsu wo choyoku shita. Tôi đặt cái phòng riêng của nhà hàng. Rất đơn giản đúng không nhỉ? Câu số 3 này. Câu này chúng ta có từ cá tiếp này. Cá cộng với cả từ tính. Cá tính đích. Đích thì đây là nó mang cái tính chất thôi. Nó có cái tính cá tính thôi. Đọc là koseteki nhá. Ba cái từ đứng cạnh nhau thì đọc theo cấm Hán. Đấy. Kare no fashion wa koseteki da. Thời trang của anh ấy thì thật là cá tính, đúng không? Câu 4 này. Câu này chúng ta có từ tính và từ chất. Thì nghĩa của nó là tính chất nhé. Đấy. Các bạn thấy là khi mà chúng ta học cái âm Hán Việt ấy, thì mình nhìn một từ, mặc dù có thể là mình chưa học cái từ đấy, nhưng mà mình chỉ cần dựa vào cái từ âm Hán Việt thôi, thì mình cũng có thể suy ra ý nghĩa của cái từ vựng đấy nhé. Ví dụ các bạn chưa gặp cái từ này bao giờ, chưa học cái từ vựng tính chất bao giờ, mà các bạn chỉ học hai cái từ kanji thôi, một là thằng tính, hai là thằng chất. Bây giờ thấy nó ghép cạnh nhau thì chúng ta sẽ tự suy ra cái nghĩa của từ này nhé. Cái này là cái lợi của người Việt học tiếng Nhật nhé. Còn khi mà các bạn học tiếng Anh ấy thì các bạn sẽ không thể học như này được, mà các bạn chỉ học từ nào các bạn biết từ đấy thôi. Còn khi mà gặp một cái từ mới thì mình cũng không thể đoán được là cái từ này nó như nào đúng không? Mình không có một cái dữ liệu gì để mình suy ra được. Đấy cho nên là cái việc mà học âm Hán Việt ấy là cái việc mà quan trọng nhất trong cái việc học kanji nhá. Cái từ này đọc là seisu. Tính chất. Kono kami wa mizu ni tokeyasui seisu wo motsu. Cái giấy này này, tờ giấy này thì có một cái tính chất. Đấy, một sự ở đây thì các bạn không dịch là cầm nhé. Cái từ này thì tùy từng trường hợp, lúc thì mình dịch là cầm, lúc mình dịch là có. Đấy. Có cái tính chất là dễ. Tokeru ở đây tức nghĩa là nó hòa tan. Vậy thì nó hòa tan vào nước thì tức nghĩa là nó dễ thấm nước nhé. Đấy. Câu 5 này.
Câu này chúng ta có từ tương và tính. Tương tính thì cách đọc nó là ISO nhé. Tương tính thì nghĩa của nó là cái sự phù hợp, và nó thường đi với cả thằng do đằng sau này. Đấy. Nó có hai dạng, một là thằng tương tính cộng với cả do này, đọc là ISO gạ do. Hai là cái dạng là ISO gạ worry, thì mình sẽ hiểu cái thằng worry là không phù hợp, còn cái thằng ISO gạ do thì là phù hợp. Đấy. Vậy thì câu này sẽ là Kanozo to wa nani o suru ni mo aisho ga yoi. Cho dù là làm việc gì với cả cô ấy chẳng nữa thì tôi cũng rất là hợp. Aisho. Đấy. Tức là hợp nhau. Aisho ga i, nó điều cụm nhá. Còn khi nó dạng là aisho ga warui, tức là không hợp nhá. Các bạn học thì các bạn học cả hai từ này luôn. Tiếp theo câu 6 này. Ở đây chúng ta có từ các và từ quốc. Các quốc ở đây thì là các quốc gia thôi. Rất là dễ đúng không? Đọc là các quốc cự nhá. Cái việc mà suy nghĩa thì là dễ nhất nếu mà các bạn học cái âm Hán Việt. Sau đó là đến cái việc là hiểu được cái cách đọc của nó. Đấy, hiểu cái đọc của nó thì nó còn dựa vào cái quy tắc chuyển âm. Đấy, hay là cái thói quen các bạn ấy, các bạn làm nhiều thì các bạn sẽ nhìn một cái là các bạn sẽ tự suy ra là cái từ này nó đọc kiểu gì. Rồi, Sekai kakoku no daikyo ga rainichi shita. Các đại biểu của các quốc gia trên thế giới thì đã đến Nhật Bản rồi. Rainichi suru ở đây là cái động từ đến Nhật nhé. Chữ đến này và chữ Nhật. Đấy, Nhật đây là ngày nhưng mà mình cũng hiểu là nước Nhật nhé. Câu 7 này. Ở đây thì chúng ta có từ các và tự. Các tự ở đây là mỗi người nhé. Đọc là kakuji. Kakuji chiushiku o motte kitte kudasai. Mỗi người thì hãy mang đến cái suất ăn cơm của mình. Đấy, suất ăn cơm trưa của mình. Rồi. Kakuji. Cái từ các này thì luôn đọc là kaku nhé. Tiếp theo câu số 8 này. Đây, câu này là một câu khá là đặc biệt. Kanozo wa group no leader kaku da. Cô ấy thì cái từ này dịch là sao đây? Từ này thì bắn nãy chúng ta có học cái từ này nghĩa của nó là tính cách. Ngoài ra nó còn một cái nghĩa nữa là thứ hạng. Thứ hạng nó là một cái nghĩa mà rất là ít gặp thôi. Vậy thì trong cái trường hợp này ấy, thì mình không thể dịch là tính cách này nhá. Không thể là cô ấy thì là cái tính cách trưởng của nhóm được, mà phải là cô ấy thì thứ hạng của cô ta là leader, là một người dẫn đầu của nhóm. Đấy, cái này là thứ hạng nhá. Với cả cái từ tính cách ấy thì nó khi nó cái dạng tính cách ấy, thì nó phải cộng với cả thằng tính ở phía trước cơ, là cái từ C cả cự cơ. Đây. Tức là tính cách. Đấy, còn khi đứng một mình này thì nó sẽ là thứ hạng nhá. Các cự. Từ này thì rất là ít gặp thôi. Câu 9 này. Đây, tính cách đây, chính là từ này đây. Majimena sekaku wa chichiyoya ni niteru. Câu này chúng ta có cái từ niteru này, nó chính là cái thằng động từ niru nhá. Niru thì nghĩa của nó là giống. Vậy là cái tính cách mà nghiêm túc thì giống với cả bố tôi. Câu 9. Đây, kéo luôn này xuống. Câu 10 này. Câu này chúng ta có cái từ thất và cách. Thất cách thì nghĩa của nó là mất quyền, mất tư cách. Đấy. Cách đọc của nó là shitaku nha. Koso machigaete shikaku ninatta. Tôi nhầm cái đường đua. Cô sự đây là cái đường đua. Bị nhầm cái đường đua cho nên là đã bị mất quyền. Kiểu như là mất quyền thi đấu ấy. Bài số 2 này. Câu 1 chúng ta có từ Kojinteki là từ cá nhân đích nhé. Đấy, tính từ nhé. Kojinteki-na mang tính cá nhân. Kojinteki-na ikke no yu. Tôi nói cái ý kiến mà mang tính cá nhân, đúng không? Câu số 2 này. Kodomo no kousei o nobashite yaritai.
Cô C ở đây thì nghĩa là cá tính nhá, được ghép bởi từ cá và tính. Đấy, hai cái từ mà chúng ta học hôm nay này. Vậy thì cái thằng nô ba sự này là kéo dài ra. Vậy thì kéo dài cá tính ra thì nghĩa là sao? Là mình phát huy cái cá tính nhá. Đấy, tôi muốn phát huy cái cá tính của con tôi. Đấy, kéo dài cá tính của con tôi ra thì mình hiểu là mình muốn tăng cái cá tính con mình lên đúng không? Thì mình phát huy cá tính của con mình. Còn cái thể T Yari này, còn bạn nào chưa biết không? Động từ cộng với cả T Yari. Động từ này cộng với cả cái này là động từ thể T Yaru. Đấy, Yaru chính là Yari nhá. Nó cộng với tai thì nó chuyển thành yaritai thôi, còn gốc của nó là yaru. Verb te yaru thì tức nghĩa là mình làm cái hành động gì đó cho ai đó. Đây là mình kéo dài cái cá tính con ra, tức nghĩa là mình phát huy cá tính cho con mình. Đấy, mình làm cho con mình cái hành động đấy. Đấy, mình kéo dài cá tính cho con mình phát huy cá tính cho con mình. Thì nó là cái te yaru nhá. Và cái thằng te yaru này ấy, thì nó bằng với cả thằng động từ thể te ageru. Cái này thì chắc là nhiều bạn biết hơn là cái thằng te yaru. Thường thì các bạn hay để ý cái thằng te ageru này hơn, tức là làm cho ai đó cái gì đó đúng không? Đấy, làm cho con mình. Thì cái thằng hàng này nó khác nhau cái điểm gì? Nó khác nhau cái điểm là thằng bên trên này ấy, thì là người trên nói với cả người dưới, tức là những cái người nào mà nó ở cái cấp bậc thấp hơn ấy, không hẳn là con người. Ví dụ mình tưới cây thì mình cũng dùng cái từ te yaru này. Tóm lại là nó cứ ở cấp bậc dưới ấy, thì mình đã dùng cái thằng te yaru. Còn cái thằng te ageru này thì nó ở cái cấp bậc ngang hàng nhau hoặc là ở dưới nữa. Đấy, nó bao gồm cả cái thằng bên trên này nữa. Ví dụ như là cái này mình thay bằng nobashite agetai thì cũng đúng. Đấy, cái thằng age nó bao gồm cả cái thằng bên trên này nhá. Vậy thì bây giờ mình muốn nói là mình làm cho người bé trên thì sao? Chúng ta có cái dạng là mình làm cho ai đó ở cấp bậc thấp hơn này hay là cấp bậc ngang bằng mình này, thì có hai này rồi. Và bây giờ còn một cái dạng nữa dành cho khi mà làm với cả bé trên ấy là verb thể T cộng với cả sashi cây rụi nhau. Đấy, cũng là làm cho thôi, nhưng mà bây giờ nó ở cái dạng rất là trang trọng lịch sự. Ví dụ như là mình làm cho thầy giáo mình này, mình làm cho sếp mình một cái việc gì đó này, thì mình không thể dùng cái dạng te hay là te gia này được, mà phải là mình dùng cái dạng là verb thể te sashi. Đấy, ba cái này đều là làm cho nhá. Câu số 3 này, cô ấy thì là một cái người phụ nữ nhá. Jose đây là cái từ nữ và tính, thì là một cái người phụ nữ mà có thể làm được việc. Jose. Đấy, nữ tính là một người phụ nữ. Tiếp theo này, suise boru peru de kaku. Tôi viết bằng một cái bút bi nước. Suise đây là nước nhé. Suise được ghép bởi từ thủy và tính. Đấy, tính chất nước. Đấy, bút nước thôi. Câu 5 này, câu này chúng ta có từ kisho. Kisho ở đây thì được ghép với từ khí và tính nhé. Tính thì từ nãy giờ chúng ta gặp nó thường là C, nhưng mà bây giờ ấy, thì nó lại chuyển thành show. Kisho tức là tính khí nhé. Kisho ga hageshito, một cái người mà có cái tính khí rất là gay gắt. Hageshi đây là gay gắt. Rồi, câu 6 này, hito wa onono kangai kata ga chigau. Con người ấy thì cái cách nghĩ của mỗi người, ono là mỗi người nhé, thì lại khác nhau. Ono ono được ghép bởi từ các nhé. Đấy, các bạn thấy này, hai cái từ các đứng cạnh nhau thì nó sẽ chuyển cái thằng đằng sau thành cái từ nhỏ nhỏ này. Rồi, ono ono, câu số 7. Go kaku kigano omamori o kau. Tôi mua một cái lá bùa. Omamori là cái lá bùa nhá. Go kaku kigan ở đây là cái sự cầu mong đỗ. Go kaku kigan.
được ghép bởi từ hợp cách này, tức là đỗ đúng không? Và từ kỳ nguyện, kỳ nguyện ở đây tức nghĩa là cầu mong, cầu mong đỗ. Cái lá bùa cầu mong đỗ thì mình hiểu là cái bùa may mắn để đỗ thôi. Tiếp theo câu số 8 này. Taiku no ii otoko no hito ga suki da. Tôi thích những người đàn ông mà có cái vóc dáng đẹp nhé. Taikaku được ghép với từ thể và từ cách, nghĩa là cái vóc dáng nhé. Đấy. Rồi chúng ta cùng sang bài luyện tập của chương 8 này. Câu đầu tiên. Kono kenshiu ni wa takusan no hito ga kakawatte iru. Đối với cả cái nghiên cứu này thì có rất là nhiều người liên quan đến. Tức là rất nhiều người làm cái nghiên cứu này ấy. Kakawatte iru là chữ quan nhé, nghĩa là liên quan. Đấy. Câu số 2. Câu này chúng ta có từ bình và từ hòa này. Bình hòa thì nghĩa của nó là hòa bình nhé. Đọc là heiwa, tính từ đuôi na chuyển thành cộng với động từ phía sau thì chuyển na thành ni. Đấy. Kazoku minna ga akaruku genki de heiwa ni sugoseru koto o negau. Tôi mong muốn rằng là mong muốn cái việc này phía trước này, bổ nghĩa này. Đấy. Tôi cầu mong cái việc gì? Bây giờ ta bảo cái ngoặc dịch này. Cái việc mà cả gia đình, đấy, ca dục cự mình là cả gia đình thì sẽ có thể sống một cách hòa bình. Đấy. Sự ô sự là sống nhá. Sự ô xê rự là cái động từ khả năng có thể sống một cách hòa bình và khỏe mạnh, vui vẻ. Đấy. Akarui là cái từ vui vẻ này. Genki thì cái là khỏe mạnh. Heiwa là hòa bình. Tính từ đôi na nhé. Câu số 3 này. Câu này chúng ta có cái từ nương này gặp cũng rất là nhiều này. Là đứa con gái. Renen musume ga ketkon suru koto ni natta. Năm sau thì đứa con của tôi thì sẽ kết hôn. Musume. Một câu rất là đơn giản thôi. Câu 4 này. Ở đây chúng ta có từ lão. Cái đọc của từ lão trong trường hợp này thì là fukeru nhé. Là già dặn. Người phu kẹt thì già dặn. Đấy. Kare wa mada hatachi nano ni fukete meru. Anh ta thì vẫn 20 tuổi thôi thế mà trông có vẻ là già dặn. Fukeru. Fukeru mà chuyển thành cái dạng là fukete cộng với cả miru. Tóm lại là cứ động từ cộng với cả te cộng với cả miru ấy. Đây, tê, mê rụ này. Tức là trông có vẻ cái động từ đấy nhá. Trông có vẻ cái động từ phía trước này. Trông có vẻ như là già dặn. Tiếp theo. Chữ lục này là 6 này. Cá là cái, 6 cái thôi. Đọc là rokko. Mika no hitori de rokko mo tabete shimatta. Vậy trong trường hợp này chúng ta không dịch là cái nhá. Là quả. Vì ở đây chúng ta có cái từ mikan, tức là quả quýt này. Thì mình sẽ dịch là quả nhé. Một mình tôi thì đã ăn hết 6 quả quýt. Đấy. Rokko. Tiếp theo. Yamamoto-kun wa kurasu de totemo ninki ga aru. Thằng bé Yamamoto này thì nó rất là nổi tiếng ở trong lớp. Kun nhé. Tiếp theo câu số 7 này. Kore ga dame nara hoka no hōhō o kankaeru hisuo ga aru. Nếu mà cái này mà không được ấy. Đấy, nara là nếu này. Nếu mà cái này không được thì cần thiết là phải nghĩ về một cái phương pháp khác. Hoka nhá. Tiếp theo câu số 8 này. Ở đây chúng ta có từ sơ và tâm. Sơ tâm thì nó có nghĩa là lúc bắt đầu nhá. Shoshi no wasurezu ni zenroku de ganbatte kudasai. Không được quên cái lý do vì sao mình bắt đầu và hãy toàn lực cố gắng đi. Đấy. Shoshin. Tiếp theo câu số 9 này. Saraigetsu hikoshi suru yotei de ima ie o sagashite iru. 2 tháng nữa thì tôi có cái dự định là sẽ chuyển nhà. Cho nên là bây giờ tôi đang tìm nhà. Đấy. Sarai kết sự nhá.
Thằng tái này lúc đọc là xa, lúc phải đọc là sai nhé, tùy trường hợp. Câu số 10 này. Kaku karasu daihyousha o hitori erande kudasai. Mọi lớp, các cự đây là mỗi mọi nhé. Mỗi lớp thì hãy chọn ra một người làm người đại biểu. Các cự. Đấy. Bài số 2 này. AC と BC が重厚関係を結ぶ. Cái thành phố A và thành phố B thì nó ở đây chúng ta có cái từ yuko kanke, tức là cái quan hệ tốt nhá, hữu hảo quan hệ. Đấy. Mưu sư bự tức là buộc. Vậy thì buộc cái quan hệ tốt thì mình hiểu là nó đang có một cái quan hệ tốt thôi. Yuko kanke. Hữu hảo quan hệ này. Đấy. Câu số 2 này. Fufu wa doko e iku toki mo itsumo issho da. Cái cặp vợ chồng đó thì khi mà đi bất cứ đâu thì cũng đi cùng với nhau. Đấy, Isumo này lúc nào cũng cùng với nhau. Phư phụ là chữ phu và chữ phụ nhá. Chữ phu thì nó có trường âm. Còn cái từ nào mà nó kết thúc bằng từ u ấy thì nó sẽ không có trường âm. Đấy, phu phụ thì chữ phụ sẽ không có trường âm nhá. Đấy. Câu số 3 này. Bưu yin de dousei dome no namae ga yobarete ororoita. Bị gọi tên đồng tính đồng minh nhá, tức là cùng họ cùng tên ở bệnh viện, cho nên là tôi đã giật mình. Dousei dome. Đấy, đồng tính này là cùng họ này, đồng danh là cùng tên. Tiếp theo câu số 4 này. Rogo wa gaikoku de jukkuri kurashitai. Khi mà về già thì tôi muốn sống một cách chậm rãi, thong thả ở nước ngoài. Ở đây chúng ta có cái từ rogo là từ lão hậu nhé, tức là cái tuổi về già. Đấy. Còn kurashi này là cái động từ kurasu, tức là sống. Đấy. Câu số 5 này. Kono isu no kosetekina design no kiniiteru. Tôi thích kiniiru là mình thích nhá. Tôi thích cái thiết kế cá tính của cái ghế này. Đấy. Koseteki. Cá tính đích nhá. Tính từ đôi na nhá. Tiếp theo này. Kare wa akarui seikaku de dare kara mo sukarete iru. Anh ta thì có một cái tính cách rất là vui vẻ, hòa đồng, cho nên là anh ta được thích từ bất cứ bất ai. Đấy. Seikaku, từ tính và từ cách. Câu 7 này. Futari wa naka ga jukute isumo issho ni iru. Hai người đó thì thân nhau nhá. Là cả gái yêu, tức là nó có cái mối quan hệ tốt. Đấy. Hai người đó thì thân nhau này và lúc nào thì cũng có cùng với nhau. Naka ga yoi. Nó bằng với cả naka ga y nhé. Đấy, bằng nhau. Câu 8 này. Hajimete kurumao unten shita toki wa totemo kinchoushita. Khi mà tôi lái xe đầu tiên thì tôi rất là căng thẳng. Đấy. Hajimete là đầu tiên. Từ unten suru này cũng vào nhiều này, các bạn chú ý cái từ này này. Và cái từ kincho suru này cũng là một cái động từ vào thường xuyên, là căng thẳng. Rồi câu số 9 này. Kono aida jujin to 20 nen buri ni saikai o shita. Hôm nọ thì tôi đã gặp lại nhé. Saikai là từ tái và từ hội. Tôi gặp lại người bạn của tôi. Đấy, gặp lại người bạn này. Sau 20 năm rồi mới gặp nhau. Cái từ buri này thì khi mà một khoảng thời gian cộng với cả thằng buri thì mình hiểu là một cái khoảng thời gian đấy nó mới làm lại một cái việc gì đó. Ở đây là 20 năm rồi thì mới gặp lại người bạn của tôi. Đấy.
Saikai nhé, tái hội thì nghĩa là gặp lại. Câu 10 này, Gohino kết cả gạo sokutatsu de todoi ta. Cái kết quả của cái việc trượt hay là đỗ ấy, thì đã được gửi đến bằng cái đường hỏa tốc, kiểu gửi nhanh ấy. Sokutatsu đấy, tốc đạt. D thì là bằng cái đường tốc đạt này thôi. Đấy. Ok, vậy hôm nay chúng ta đã cùng chữa xong chương số 8. Cảm ơn các bạn xem video. Xin chào.